Có nên nói không ta? Ủa thì em đang hỏi thiệt á. À, ủa anh nghĩ là sẽ không nói về vấn đề này nữa, nhưng mà ok, coi như là một cái kết đẹp đi. À, anh có rung động với một cô gái trong nghề. Anh chưa hề nghĩ là sẽ yêu, anh sẽ rung động đến một người trong nghề. Nhưng mà anh nghĩ gần đây thôi. Gần đây thôi. Cũng hay lắm. Khi mà mình nghĩ là mình sẽ không thể rung động được rồi đó, đôi khi mình hoài nghi bản thân mình luôn. Thì tự nhiên mình rung động lại, mình thấy thích, mình thấy mình biết nhớ rồi, mình biết mong mỏi gặp một người rồi. Mình biết được cảm giác khi mà mình không được gặp nó sẽ như thế nào. Nó nhiều cái cảm giác hay lắm.